Sau đây là phần tin Việt Nam được mở đầu với Quỳnh Anh. Thưa quý vị, Việt Nam và Hoa Kỳ tổ chức phiên đối thoại thứ 10 về Á Châu Thái Bình Dương. Ngày 1 tháng 3, các quan chức ngoại giao của Hoa Kỳ và Việt Nam tổ chức phiên đối thoại thứ 10 về Á Châu Thái Bình Dương, đề cập đến quan hệ song phương, các vấn đề khu vực và quốc tế như thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, ngày 1 tháng 3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ và Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ Daniel Kristenbrink đồng chủ trì cuộc đối thoại. Dịp này, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì các cơ chế đối thoại, thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung ở khu vực và trên thế giới. Cùng ngày, Phụ tá Ngoại trưởng Kristenbrink có cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc. Hai bên trao đổi các biện pháp triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Ông Kristenbrink đang có chuyến công du đến 5 quốc gia Đông Nam Á, gồm Singapore, Cambodia, Thái Lan, Việt Nam và Brunei từ ngày 23 tháng 2 cho đến ngày 4 tháng 3 để nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ và lâu dài của Hoa Kỳ với các đồng minh và đối tác ở khu vực này. Mục đích chuyến đi đến Hà Nội của ông Kristenbrink là tìm cách làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và thúc đẩy tầm nhìn chung của chúng ta về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thịnh vượng, cởi mở, kiên cường và hòa bình. Hồi tháng 8 năm 2022, tại thủ đô Washington, ông Kristenbrink và ông Nguyễn Minh Vũ cũng đồng chủ trì phiên đối thoại thứ 9 về châu Á-Thái Bình Dương. Hành khách Việt Nam bay thử trên máy bay do Trung Cộng chế tạo. Vào ngày 2 tháng 3, thì có 50 hành khách Việt Nam đã đáp chuyến bay thử với máy bay do Tập đoàn Hàng không Thương mại của Trung Cộng, Comac, chế tạo trong chặng bay từ Sài Gòn đi Đà Nẵng. Báo chí trong nước cho biết là máy bay thử nghiệm là loại phản lực cơ 2 động cơ ARJ-21 và đây là một trong loại máy bay dân dụng do Comac sản xuất và được đưa vào khai thác thương mại, bên cạnh loại máy bay thân hẹp C-919. Cả hai máy bay này đều đang được Comac mang vào Việt Nam để chào hàng. Và giới truyền thông nhà nước đã dẫn lời bình luận của hai hành khách đã thử nghiệm trong chuyến bay với lời ca ngợi như là chỗ ngồi thì rộng rãi, thoải mái dù máy bay nhỏ, vận hành thì êm và thiết kế thì phù hợp với người tiêu dùng. Tuy nhiên, trong một dòng trạng thái giới thiệu về máy bay của Comac do IFA đăng lên trên Facebook vào tuần qua, thì nhiều người đã tỏ ra sự lo ngại về chất lượng cũng như là độ an toàn do máy bay của Trung Cộng. Máy bay ARJ-21 được đưa vào phục vụ thương mại kể từ tháng 6 năm 2016 và chứa được 78-97 hành khách và tầm bay là vào khoảng 2.225 cho tới 3.700 km và được sử dụng chủ yếu là cho các chặng bay ngắn. Loại máy bay ARJ-21 đã bán được 27 chiếc và vận chuyển thành công 11 triệu hành khách. Hầu hết đơn vị sử dụng ARJ-21 đều là các hãng hàng không Trung Cộng. Và theo báo Tuổi Trẻ ở Đông Nam Á thì hiện có hãng Transnusa của Indonesia sử dụng loại máy bay này trên 4 chặng bay nội địa. Thưa quý vị, tin Việt Nam tiếp theo cho hay mỗi người chỉ được bán cho thuê tối đa 5 căn nhà mỗi năm. Đây là kiến nghị của Bộ Xây dựng Việt Nam với người kinh doanh bất động sản có quy mô nhỏ. Có thể chỉ được bán cho thuê 3 đến 5 căn nhà căn hộ trong một năm. Nếu vừa qua phải lập doanh nghiệp, Bộ Xây dựng đề xuất như trên trong dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 đang được lấy ý kiến góp ý đến hết ngày 27 tháng 4. Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định các cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ thì không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật. Do đó, dự thảo nghị định nhằm mục đích định lượng đưa ra các tiêu chí cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ. Bộ Xây dựng đề xuất 3 phương án để xác định cá nhân kinh doanh bất động sản có quy mô nhỏ. Phương án thứ nhất,
Điều kiện đối với các cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ bao gồm cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở có sẵn, nhà ở hình thành trong tương lai từ 3 đến 5 nhà ở hoặc 3 đến 5 căn hộ chung cư trong một năm, tức là 12 tháng. Phương án thứ hai là quy định cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê mua bất động sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định có diện tích từ 1.000 đến 2.000 m2 đối với đất tại khu vực đô thị. Phương án thứ ba là cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ từ 2 tầng trở lên và có quy mô dưới 20 căn hộ theo quy định tại khoản 3 điều 57 luật nhà ở 2023. Cá nhân bán cho thuê nhà ở có nguồn gốc từ nhận thừa kế hoặc nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết mà cá nhân được các bên trao tặng. Chủ tịch tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình bị bãi nhiệm. Vào ngày 4 tháng 3, thì Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức kỳ họp thứ 18 nhằm xem xét và quyết định bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh và bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với một số cá nhân có liên quan. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch tỉnh đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa 10, nhiệm kỳ 21-26 đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Chủ tịch tỉnh An Giang và bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh đối với ông Trần Anh Thư. Trước đó, thì vào ngày 25 tháng 12 năm 2023, được biết ông Nguyễn Thanh Bình đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam để mời điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo điều tra ban đầu của Bộ Công an, thì ông Bình đã bị cáo buộc là can thiệp và chỉ đạo giúp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu được cấp phép thăm dò khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuân thuộc huyện Chợ Mới An Giang, và từ đó giúp cho doanh nghiệp này thu lợi bất chính số tiền đặc biệt là rất lớn và gây thiệt hại tài sản cho nhà nước. Và liên quan đến vụ án trên, vào ngày 24 tháng 8 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam ông Trần Anh Thư là Phó Chủ tịch tỉnh An Giang để mà điều tra về hành vi nhận hối lộ. Và theo điều tra của Bộ Công an thì ông Thư đã nhận hối lộ số tiền là 1.2 tỷ đồng để mà tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu khai thác cát vượt công suất. Cùng bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến ông Bình và ông Thư còn có ông Nguyễn Việt Trí là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang. Tin Việt Nam tiếp theo, chuyên gia nêu ý tưởng biến bán đảo Thanh Đa thành công viên sinh thái. Thưa quý vị, ý tưởng này do liên danh tư vấn Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu AVSE Global và Viện Quy hoạch vùng Paris IPR đưa ra tại Hội thảo Phát triển không gian, chức năng dọc hành lang sông Sài Gòn theo kinh nghiệm của Pháp về sông Seine do Sở Quy hoạch và Kiến trúc thành phố Sài Gòn tổ chức vào chiều ngày 2 tháng 3. Nghe ý tưởng, nhiều người nghĩ đến việc toàn bộ bán đảo Bình Quế Thanh Đa sẽ trở thành một công viên sinh thái, kiểu khu rừng giữa lòng Sài Gòn. Bà Trần Phương Trà, Giám đốc Mạng lưới Chính sách Kinh tế của AVSE Global cho biết, ý tưởng chính sẽ có một công viên sinh thái rộng 200 hectare ở Thanh Đa. Phần không gian còn lại vẫn phát triển các chức năng đô thị khác, nhưng tổng thể giữ được môi trường sinh thái, hạn chế công trình cao tầng, bê tông hóa và sự tác động quá nhiều vào bản sắc, cảnh quan, môi trường khu vực này. Nói về ý tưởng này, tiến sĩ Võ Kim Cương, nguyên phó kiến trúc sư trưởng thành phố Sài Gòn cho rằng, ý tưởng quy hoạch tăng không gian xanh, đặc biệt công viên xanh, sẽ rất tốt cho Sài Gòn. Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn nói rằng, Sài Gòn đang thiếu không gian xanh, hiện chỉ có không quá 0.5 m2 một đầu người, mục tiêu phải tăng thêm 20 lần. Các dự án của Sài Gòn, đặc biệt dự án dọc bờ sông, phải dành diện tích nhất định cho việc phát triển không gian xanh gắn với hoạt động văn hóa, kinh tế và xã hội. Bị bỏng da và sốc nhiệt vì nắng nóng gay gắt,
Thời tiết ở tại Sài Gòn và khu vực Nam Bộ nắng nóng gay gắt kéo dài đã khiến cho nhiều người bị bỏng da, sốc nhiệt và mắc các bệnh về đường hô hấp. Theo ghi nhận gần đây nhất thì một số bệnh viện nhi cũng như là bệnh viện chuyên trị về da ở Sài Gòn như là bệnh viện Da Liễu, bệnh viện Nhi Đồng của thành phố đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến khám và điều trị các bệnh liên quan đến thời tiết nắng nóng. Bác sĩ Trương Quang Anh Vũ là trưởng khoa khám bệnh và bệnh viện Thống Nhất cho biết, vào thời điểm nắng nóng thì số lượng người lớn tuổi nhập bệnh viện sẽ nhiều hơn và tại bệnh viện bắt đầu vào thời điểm nắng nóng thì lượng bệnh nhân tăng vào khoảng 20%. Trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 2.200 cho đến 2.500 bệnh nhân mà chủ yếu là các bệnh về tim mạch và hô hấp. Trong đó đặc biệt là các bệnh về tai mũi họng, hô hấp do có liên quan đến nắng nóng. Còn bác sĩ Trần Anh Vũ Đào là khoa thẩm mỹ da Bệnh viện Da Liễu của Sài Gòn cho hay, thì số lượng bệnh nhân đến khám da liên quan đến thời tiết nắng nóng gay gắt như những ngày qua tại bệnh viện đã gia tăng. Và những bệnh thường gặp do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng đó là viêm da, bỏng nắng, viêm da dị ứng. Còn với trẻ em thì bác sĩ Nguyễn Minh Tiến là phó giám đốc của Bệnh viện Nhi Đồng thành phố cho biết là những ngày gần đây bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trẻ em đến khám vì bị nhiễm trùng da, mụn nhọt, rôm sảy, viêm da, rồi rối loạn tiêu hóa và một số ít trẻ em đã bị viêm phổi. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin chiều nay của Hình Việt TV. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ngọc Chiểu và Quỳnh Anh sẽ được kính hẹn lại vào bản tin kỳ tới cũng trên Hồ Việt TV. Chúng tôi xin thân ái, kính chào, tạm biệt quý vị.